Cách anh chàng khoe với cả thế giới rằng mình đang yêu cũng dễ thương quá đi thôi. Minh Vương cũng giống như các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai khác là Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn, luôn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh chàng chẳng mấy khi công khai ảnh hình ảnh ngọt ngào hay dành nhiều lời yêu cho cô bạn gái Nguyễn Nguyên. Chỉ thỉnh thoảng, Minh Vương mới nhắc khéo về bạn gái. Tuy nhiên, cách anh chàng thể hiện cho cả thế giới là mình đang yêu cũng dễ thương lắm đấy. Mới đây, Minh Vương đã đăng tải hình ảnh của mình với một dấu môi của ai đó trên má. Anh chàng còn hài hước để caption, mồm ai xấu thế không biết, không cần nói thì ai cũng biết đây là nụ hôn của bạn gái anh chàng. Có thể Nguyễn Nguyên đã về Việt Nam thăm bạn trai nhân dịp Tết và Valentine hay đơn giản là cô nàng đã ship dấu vân môi về cho Minh Vương. Minh Vương khoe nụ hôn của bạn gái trước đó, Minh Vương còn từng mua son cho bạn gái và còn test hẳn lên môi mình cho cô nàng yên tâm. Khi Nguyễn Nguyên đăng tải những hình ảnh buồn bã khiến nhiều người hiểu nhầm rằng cả hai đã chia tay thì Minh Vương đã xóa tan tin đồn này khi khoe giày được bạn gái tặng. Minh Vương luôn có cách rất dễ thương để thể hiện tình cảm với bạn gái, bên cạnh nụ hôn đặc biệt trên má thì Minh Vương cũng khiến fan xốn tim bởi góc nghiêng thần thánh. Sống mũi cao thẳng khiến góc nghiêng của anh chàng vô cùng cuốn hút, đẹp trai lại còn dễ thương vậy, Minh Vương đích thị là bạn trai nhà người ta, rồi còn gì.